đất tranh chấp rồi có bán được không? Hả bà con? Đùa với bà con thôi chứ sao lại đi bán đất tranh chấp được. Bữa nay đổi phong thủy đi lên trên thành phố Tây Ninh, lên đây là khu phường 4 nè bà con. Ở trước mình á là cái đường Nguyễn Văn Rớp, một cái khu được gọi là ăn chơi của Tây Ninh mình. Kế bên nhà mình cách có 100 m. Đường nhà mình là đường bê tông, có lộ giới là 10 m. Hướng ngược lại là bà con mình đi ra thẳng á là ngay trường Lê Quý Đôn luôn. Đó. Một cái bất động sản quá là tuyệt vời. Đó. Thuận tiện mua bán kinh doanh. Cái đường này là mình đi vô ngay trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn á, nên là cái lưu lượng học sinh đi qua lại cái con đường này rất là đông. Và ở đây em có một cái mặt bất động sản. Cái này là bán đất tận nhà nha bà con. Đó. Bán đất tận nhà nha. Ranh á là sẽ từ bên cái dách bên đây nào con. Đó. Nghe cái chữ trà dâu, mình đổ dài qua bên đây là gần 10 mét đất luôn con. Đó. Rất là rộng luôn. Đó. Bê tông chán rất là sạch sẽ cho bà con mình. Khu vực này á buôn bán kinh doanh cái gì cũng được hết, làm cái gì cũng thuận tiện hết bà con. Đây là bán đất tặng nhà nha bà con, tặng cho bà con nguyên cái nhà này, bán đất tặng nhà. Cái nhà này bà con thấy là chất lượng đúng không? Nhà xây theo kiểu ngày xưa, nền xây rất là cao. Đó. Rất là chất lượng luôn. Trước nhà mình có một cái cây xanh to đùng mát rượi bà con ơi. Và bà con thấy có một cái điều hơi lạ đúng không? Tại sao ngay cái đây nó lại có cái dách? Thì nhà mình nó nở qua bên này nè, là thêm gần 2 m. Nó nở quanh đây tí xíu. Đó. Nên là cái hậu ở sau á là nó sẽ bị tớp bà con. Tớp cái hậu, nhưng mà bù lại cái mặt tiền mình nó nở ra. Đó. Tại vì bên đây mình cộng được thêm khoảng 2 m bên đây. Nó rất là rộng luôn. Khu này á là phường khu phố 4 nè, phường 4 của thành phố Tây Ninh luôn. Đây bà con vô coi thử cái nhà này coi mình có sử dụng lại được không nha. Tặng cho bà con cái nhà này. Đó, rất là chắc chắn luôn bà con. Nhà này xây kiểu ngày xưa nhưng mà bà con thấy kiểu cách xây bây giờ. Ngày xưa thấy nó rất là chắc chắn, nó không có vết nứt luôn bà con. Cứng cáp lắm. Đó, dài đổ dài ra đến đằng sau. Ở đằng sau đó mình sẽ có cái không gian bếp. Đó, nhà vệ sinh ở đằng sau, đổ dài ra đằng sau đó. Khu này là khu đất thành phố mà giờ còn có bất động sản quá trời rộng. Rất là phù hợp bà con mình có thể về đây mở quán ăn. Tại vì kế bên mình á sẽ có là bánh tráng Chế Liễu nè. Một cái quán bánh tráng rất là nổi tiếng ở khu vực Tây Ninh. Đó. Và kế bên là có cái con đường Nguyễn Văn Rớp. Rất nhiều nè, tụ điểm karaoke nè. Rồi à, những quán ăn đặc sản là sẽ nằm trên con đường Nguyễn Văn Rớp này. Đó. Và đây là trung tâm của thành phố Tây Ninh. Đó. Nên là bà con mình thuận tiện mua bán kinh doanh. Bà con thấy cái bất động sản này sao? Có đáng quan tâm không bà con? Đó. Bây giờ em không cho bà con mình xem cái sổ đất của cái bất động sản này nha. Thì trên tay em đây á là đang cầm hai cái quyển sổ. Nhà mình là tới 2 sổ lần nha bà con. Đó, bây giờ mình xem trước một sổ nha. À, mình xem trước cái sổ lớn trước ha bà con. Đây mình có cái thửa đất số 310 tờ bản đồ số 8. Địa chỉ là khu phố 4, phường 4, thị xã Tây Ninh. Bây giờ đổi thành thành phố Tây Ninh rồi đó bà con. Tổng diện tích của cái sổ đầu tiên của mình là 196,3 m². Đó. Đất thổ cư là được 100 m². Còn phần đất còn lại là đất cây lâu năm nha. Bên đây là cái sơ đồ đất của mình nè. Con đường phía trước nhà 10 m. Ngang ở trước 5, ở sau cũng 5. Dài là 39. À, có một cạnh là dài tới 39.50. Nhà này là quay về hướng Tây Nam nha bà con. À, đây là cái sổ đầu tiên. Còn cái sổ thứ hai nè bà con. Thì mình sẽ có thửa đất số 397 tờ bản đồ số 8. Tổng là 169,3 m². Đó, và có 50 m² á là đất thổ cư, và đất còn lại là phần đất cây lâu năm nha bà con. Đó, ở trước thì mình cũng có con đường 10 m, mà bên đây là nó nở ra nè bà con thấy nè, 2 m 2, nên là ở đầu bên đây là được tới 4 m 9 nè bà con. 4 m 9, dài 38.60, và ở sau á là 3 m 5. Do là mình có thêm cái khoảng 2 m 2 bên hông này nên là nó hơi tớp ở sau, nhưng mà không sao, tại vì ở sau mình là theo đúng là đất mà nó thẳng đoan à, tại vì mình nở thêm cái khúc bên đây á nên là nó tớp ở sau, nhưng mà như vậy không sao bà con, mặt tiền rộng thuận tiện mua bán làm ăn bà con ơi. Đó. Hết luôn nhà và đất này. Cái nhà này thì không tính đi, bây giờ tính tiền đất này thôi, có 3 tỷ 3 thôi bà con ơi, quá là rẻ rồi. 3 tỷ 3 bà con sở hữu hết luôn.
đất nè, nhà này luôn. Đó, bà con nhà này là rất là chắc chắn, bà con mình vô là ở thôi. Đó, khu vực thì dân cư ở rất là đông, mua bán thuận tiện kinh doanh, đó, làm cái gì cũng được. Bà con quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 được kênh Mua Bán Nhà Đất Thiên Ninh hỗ trợ nha bà con. Và bây giờ em xin mời bà con mình cùng với em xem cái quy hoạch sử dụng đất cũng như là dân cư đường xá khu vực này thế nào nha. Xin mời bà con. Và bây giờ mình sẽ đi ra cái đường Nguyễn Văn Rớp trước nha bà con. Sau đó tí em Phong sẽ đi theo cái đường này để đi ra cái đường Lạc Long Quân cho bà con mình xem thử luôn nha. Đó, cho bà con mình xem được cái khu vực ở dân cư ở đây nha bà con. Đó, chạy khoảng 100m thì bà con sẽ có cái đường Nguyễn Văn Rớp. Và đây là cái con hẻm số 11 của đường Nguyễn Văn Rớp nha bà con. Đó, theo hướng tay phải bà con mình sẽ đi ra đó là cái con đường Cách Mạng Tháng 8. Đó, bà con thấy không, quán xá khu vực này rất là đông luôn. Đối diện cái đường hẻm vô nhà mình có một cái công ty cửa nhôm. Ở đây có một cái karaoke Lucky nữa nè. Kế bên mình là có những cái trung tâm pha sơn nè, rồi quán cà phê nè. Bà con thấy không, rất là nhiều luôn. Bà con mình kinh doanh khu vực này là rất là đông đúc. Tại vì đây là gọi là cái con đường sầm uất nhất của Tây Ninh đó bà con. Buôn bán, kinh doanh các loại đồ uống, thức ăn. Bà con thấy nè, sung túc lắm bà con ơi. Chạy thẳng ra ngoài đó là cái con đường Phạm Văn Đồng, ngay chợ phường 4 luôn. Nhà mình đi ra chợ chỉ có khoảng 1km thôi nha bà con. Đó, là theo cái hướng này. Đó, còn bây giờ em Phong sẽ đi lại để mình xem cái con đường từ nhà mình đi xuống cái đường Lạc Long Quân nha bà con. Và đây bà con, đây bây giờ mình đi ra cái con đường Lạc Long Quân nha. Đó, bà con thấy là dân cư ở hai bên mình là đông nghẹt luôn bà con. Gần như là đất ở đây là mình ở san sát với nhau rồi ha. Đường này là ô tô mình hai chiếc né nhau thoải mái luôn. Có lộ giới là 10m mà. Chạy thẳng cái con đường này mình sẽ ra đến đường là Lạc Long Quân. Đây là cái con đường đi ra đường Lạc Long Quân. Thì cái con đường này là nó đi ra đến trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn á. Nên là bà con thấy sẽ có một số học sinh mình thường xuyên đi ngang cái con đường này nha bà con. Đây mình ra đến đường Lạc Long Quân rồi nè bà con. Ở đây mình sẽ có một cái tên gọi khác, đó là cái con đường đồ gỗ á bà con. Khu này mình bán đồ gỗ rất là nhiều luôn đó. Trường Lê Quý Đôn sẽ nằm bên hướng tay phải bà con. Đó, ngay cái bảng xanh xanh có học sinh đang đi á, đó là trường Lê Quý Đôn. Còn hướng bên tay trái bà con à, mình sẽ đi đây là về chùa Lò Thánh nè bà con. Đó, bà con thấy không, một cái bất động sản mà cứ ra khỏi nhà mình thôi là mình đi đến đâu là có tiện ích đến đó nha bà con. Đó, đầy đủ tiện ích cho bà con luôn. Bà con nào quan tâm với mức giá chỉ có 3 tỷ 300 triệu thì hãy liên hệ với kênh Mua Bán Nhà Đất Thiên Ninh theo số điện thoại 0839 666 736 nha bà con. Và video của kênh Mua Bán Nhà Đất đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.